nuôi ong không chỉ để lấy mật. Mà chúng ta còn có thể khai thác phấn hoa. Phấn hoa không chỉ ngon và bổ dưỡng, đặc biệt là còn có thể làm đẹp cho phái nữ. Phấn hoa không chỉ có giá trị về kinh tế và còn giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin và kích thích trẻ ăn ngon, tăng cường sức khỏe cho người già, được ví như thịt bò chay, đặc biệt là còn có thể làm đẹp cho phái nữ. Để khai thác được phấn hoa, chúng ta cần có một đàn ông đạt chuẩn, lượng quân thợ đông để có thể giúp chúng ta khai thác phấn một cách tối ưu nhất. Công ty Ong Xanh sẽ cung cấp cho các bạn thùng ong đạt chuẩn để khai thác phấn hoa. Và các bạn cần chuẩn bị thêm để khai thác đó là dụng cụ gạt phấn. Thứ hai là khay đựng phấn. Và cách để thu hoạch phấn là các bạn để thanh gạt phấn ngay miệng cửa như thế các bạn đã thấy. Các bạn có thể là dùng sáp ong hoặc là lá cây để che bít các cái lỗ hở còn lại để ong không thể chui vào được, để ong không thể mang phấn vào tổ mà vướng lại theo đây để chúng ta có thể thu hoạch. Đây, để có một thùng ong đạt chuẩn khai thác phấn hoa, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline công ty 0944770088 vào giờ hành chính để đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.